thương hiệu đồng hồ Pernod được thành lập không chính thức trong Thế chiến thứ nhất, khi tên của thương hiệu Cecil Pernod bị thương trên chiến trường. Trong khi hồi phục, ông đã tự học chế tạo đồng hồ và sau đó bị mê hoặc bởi Abraham Louis Breguet và phát minh mà ông được cấp bằng sáng chế vào năm 1801, Tourbillon. Cecil Pernod đã sửa chữa đồng hồ với tư cách là một thợ đồng hồ nghiệp dư trong suốt quãng đời còn lại của mình và truyền niềm đam mê với Tourbillon vào cháu trai của mình, Jonathan Pernod, người đã chăm chỉ theo dõi ông nội của mình trong khi ông làm việc. Cecil Pernod luôn nhấn mạnh Tourbillon như một cơ chế ưu tú, khiến Jonathan cũng phát triển sự tôn trọng sâu sắc đối với nó. Jonathan Pernod quyết định thực hiện ước mơ của mình vào năm 2006 và thành lập Pernod Sa ở vùng núi Jura của Thụy Sĩ để tôn vinh ông nội và cơ chế yêu quý của ông, Tourbillon. Từ khi thành lập thương hiệu, mỗi chiếc đồng hồ được tạo ra đều bao gồm một Tourbillon, và việc sử dụng nó vẫn là triết lý thúc đẩy của thương hiệu Pernod cho đến nay. Trong 15 năm qua, Pernod đã tạo ra 13 bộ máy Tourbillon, giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao trong suốt chặng đường và chuyển giao hoạt động của công ty tại Geneva, Thụy Sĩ. Đồng hồ sang trọng, chiếc Sphereon đầu tiên đã được giới thiệu lần đầu trong bộ siêu tập Escape E vào năm 2017. Phải mất 2 năm để phát triển và sản xuất Escape 2 với những chiếc đồng hồ nguyên mẫu đầu tiên đã sẵn sàng vào cuối năm 2019 để ra mắt toàn cầu bắt đầu từ năm 2020. Thương hiệu Thụy Sĩ Pernod ngày nay được coi là một trong những thương hiệu sản xuất đồng hồ cao cấp độc quyền nhất. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.